Minh Châu miền Tây mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Thì hôm nay Thợ Cù Bắp sẽ chế ra một cái vật dụng làm Minh xây dựng nha cả nhà. Mà cũng chưa biết là cái đồ nghề gì nha. Rồi để mình làm rồi cả nhà theo dõi mình làm cái món đồ gì. Rồi cuối video mình sẽ nói cho cả nhà xem nha. Rồi cái món đồ thì phải có một cái bay như vậy. Thì cái bay như vậy thì mình sẽ lấy cái cán lên nha, tháo cái khúc này ra và lấy cái khúc này thôi. Cả nhà nào ai có làm được cái cán khác bằng gỗ á thì coi theo của mình làm nha. Còn cái này mình không có gỗ để mà chế một cái cán thì mình gỡ tháo cái lử này ra. Mình chỉ lấy cái cán này thôi. Rồi, bây giờ mình đã tháo một cái cán bay ra rồi nè. Thì tháo cái cán bay này ra, mình sẽ sửa cho cái này nó hơi ngăn lại nha. Này thì nó hơi nhỏng quá. Nó hơi nhỏng quá. Mình phải sửa cho ngăn lại chút xíu nha. Đây, mình ở đây không có miếng sắt la, mình chỉ có miếng quê 4 nè cả nhà, quê kẽm nè. Này là bằng chất độ dày chúng 1 ly 8 hay gần 2 ly nè. Mình sẽ mình lấy một miếng nha. Thank you.
Ok, mình đã làm hoàn thiện rồi nè cả nhà. Thì hồi sớm mình nói là chưa biết làm là cái món đồ gì cho cả nhà xem. Thì cái này á, là mình xài là một cái bay, kêu là một cái bay nha cả nhà. Một cái bay phá hồ dầu á, một cái bay phá hồ dầu mà nó vừa có răng cưa luôn nha cả nhà. Nó xài được hai hai bên luôn, hai chức năng nha. Đó, thì cái này á, thì mình tự nghiên cứu ra mình làm nha, mình không học hỏi ai nha cả nhà. Thì một cái này á, là khi mình chảy hồ xuống như thế này, mình đổ hồ á, là những cái gạch nền á, nền mà mình mà vừa cán xong mình quay lên lót liền á, thì mình dùng cái bay này cho nó mau nha cả nhà. Khi mình chế hồ dầu xuống nó cũng đổ đặc á, cái mình qua một bay một cái là nó sẽ liền cái mặt nó bằng mình để miếng gạch rất im nha. Đó, còn là cả nhà muốn cho nó có răng cưa để cho nó có cái độ xốp để mình cỏ hồ nó dễ xuống á, tấm gạch mình dễ xuống á, thì mình quay mình lướt nhẹ lại thì nó sẽ có răng răng cưa nha. Thì cái này nó có một cái đặc điểm nữa là mình cán nổ đổ bê tông á, khi mình đổ bê tông mà các anh em mình muốn qua hồ dầu á thì cũng vẫn xài cái bay này được luôn nha. Đó, mình qua hồ dầu là nó sẽ bóng ngăn cả nhà, dưới điều kiện là mình phải cán cái nền mình cho nó thiệt phẳng nha, nó thiệt phẳng mình mới có xài cái bay này được, tại cái bay này nó dài tới 4 tấc rồi, bề ngang là 1 tấc nè. Nếu mà không thẳng á, thì mình quơ này nó có sọc á. Đó, thì hôm nay mình chế một cái bay như vậy là cái ý tưởng của mình nha, không có học hỏi ai nha cả nhà. Thì cái này á, thì cái răng cưa này thì nó là bề lên này nó là 1 tấc nha, một phân, độ sâu là 1 phân. Còn mỗi một cái mắt như vậy, một mắt chừa một mắt rỗng này á, thì mỗi mắt là phân gửi hết nha, mỗi cái răng là phân gửi đều hết. Đó, thì ở đây nè mình có một cái miếng miếng sắt lại dày 1,8 ly, bề ngang 3 phân. Đó, bề dài này nó là 3 tấc, để mình hàn một cái cán bay vô đây nè cả nhà. Thấy không, mình hàn cán bay vô đây để cho nó có cái một cái chịu lực để giữ một cái miếng thép mỏng như vậy nha. Thép mỏng này dày có 1 ly 2 gì hả cả nhà. Đó, thì rất là chắc chắn luôn nha cả nhà. Mình xài mình cái này là mình tán cúc nha, lê quê chứ mình không có hàn được nha cả nhà. Mình hàn cái miếng này nó mỏng thì sẽ dảnh lên nha, là nó không có thẳng được nha cả nhà. Bây giờ mình phải tán cúc. À, mình tán cúc này lấy quê tút cúc nhôm, còn anh em nào muốn tán cúc sắt thì cũng vẫn được nha, bình thường nha cả nhà. Coi video mình chế cái bao như vậy, cả nhà và các bạn xem có hay và hữu ích á, nhớ đăng ký cho mình một like nha cả nhà. Rồi mình cũng hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha, bye bye.